Nếu như mà tôi đã tiêm mũi 1 rồi mà quá thời hạn tiêm mũi 2 thì có phải tiêm lại mũi 1 từ đầu hay không? Cái mũi 1 rồi mà quá hạn, tùy loại, như tôi vừa nói, đối với AstraZeneca thì có thể kéo dài tới 12 tuần, thành ra không có gì là quá hạn cả. Và thậm chí qua các cái khảo sát tiếp tục sau này đó, thì người ta thấy là càng kéo dài thì cái tạo kháng thể càng tốt. Chính vì vậy, nếu mà nó có chậm hơn 12 tuần, chúng ta cũng không có lo âu. Đó là đối với AstraZeneca. Còn đối với Moderna, với Pfizer, với Sinopharm, thì sau 4 tuần người ta sẽ tiêm mũi thứ hai. Thì bây giờ câu hỏi của anh là quá hạn, tức là 5 tuần, tôi có tiêm lại hay không? Không tiêm lại, anh cứ báo vô cái nơi mà lần đầu anh tiêm, cái nơi mà anh đăng ký đó, anh báo rằng tôi quá hạn rồi, thì lập tức là người ta sẽ cho để cho sắp xếp. Bởi vì chúng ta biết hiện nay là rất là đông người, cái tính phức tạp của nó rất là nhiều, và nhà nước đang nỗ lực hết sức để tiêm chủng làm sao cho càng nhiều càng tốt. Chính vì vậy mỗi người chúng ta đó thì cũng phải biết rằng là chúng ta phải đi theo cái một cái quy trình nhất định. Thì nếu mà cái vaccine nó thì người ta sẽ báo để mời. Cái danh sách của anh đang tiêm rồi đó, người ta vẫn lưu trữ và người ta sẽ báo vào điện thoại, hoặc người ta sẽ báo theo cái địa chỉ của tổ dân phố để mình biết nơi tiêm để đi tiêm mũi thứ hai. Thì thành ra nếu quá hạn rồi thì cũng người ta có thể tiêm tiếp mũi thứ hai thôi, chứ không có tiêm lại mũi thứ nhất, anh an tâm.